Tép này ấy, thì cái chỗ nào bùn nhiều là cá nó sẽ không ở đâu các bác ạ. Nếu mà cái chỗ nào mà nước nó hơi ứ ấy, hơi ứ mà các bác muốn thăm dò ấy, thì cái mồi câu của mình các bác trước khi câu là các bác vứt xuống nhá. Vứt xuống cái điểm câu đấy vài viên nặn vứt xuống. Cho cục đá vào trong xong nặn vứt xuống, bóp như quả mồi mình vứt xuống đấy. Còn ở chỗ gần gần thì các bác vãi ra đấy cũng được. Nếu mà sau khoảng 5 6 phút sau mà thấy cái tăm bòn bọt nó chạy thành tia lên ở cái khu vực mình vứt mồi ấy thì 100% cho đây cá có cá chép ăn nha. Còn chỗ nào mà các bác vứt xuống mà cật cả tiếng đồng hồ không thấy tăm cá thì thôi chỗ đấy không nên câu. Cái kinh nghiệm của em hay thích câu những cái chỗ nào nó hơi chảy chảy. Hơi chảy chảy mà dòng sông nó hẹp hẹp ấy, mà chỗ chỗ nào chảy mà ngay cạnh đấy có cái quẩn thì lại càng đẹp. Đấy. Nên là câu cái chỗ nào cá nó nhảy nhiều nhưng mà nó lại không ăn ở chỗ đấy, nó ăn chỗ khác các bác ạ. Ôi, em tâm sự chút kinh nghiệm em thường hay áp dụng để em đi câu thì em chỉ có thế thôi. Nên là các bác tham khảo nhá, các bác đừng ném gạch đá em nhá. Bên kia có cái cây gì kia, cái máy quay của em hôm nọ rơi xuống suối thì mãi xong rồi sấy xiếc rồi sửa xong mãi phụ tùng thay thế xong giờ mới lên được đấy các bác ạ. Lên từ hôm nọ về em đi câu đấy. Bên kia là cây si cây sung đấy các bác nhỉ, có quả đây này. Ui rung quá. Cái máy cái quay của em thì nó không có chống rung quang học nên là nó rất là rung. Bên kia là họ đang thả trâu có tiếng chuông tiếng chiếc ấy, lanh canh ấy. Em câu ở cái sông này là sông Lậm La nha các bác. Sông Lậm La Ba. Thực ra nó chính nó là sông Lậm La nhưng mà từ ngày thủy điện có mấy cái thủy điện mọc lên của tập đoàn Hưng Hải ấy, thì nó chia ra thành đoạn Lậm La 1, Lậm La 2, Lậm La 3 thì mình cứ gọi nó là như thế. Cái dòng sông này nó chảy ra Mường Lay ra ra bắt nguồn vào với sông Đà đấy các bác. Đấy. Em thì em ở thị trấn Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu nha các bác. Còn các bạn có bạn hỏi bảo tăng số điện thoại lên thì thực sự là cái đấy thì em cũng có thể đăng lên được thôi nhưng mà nhiều người họ có thành ý với em, thành kiến với em thì em sợ làm phiền lắm các bác nên là xin lỗi các bác nhá. Em không thể thể cho số điện thoại mình lên trang YouTube được. Nhiều cái nó cũng bất tiện lắm các bác ạ. Các bác thứ lỗi cho em thôi. Em chào các bác nhá, có gì có cá thì em sẽ quay cho các bác xem. Chào các bác nhá. Ngày mai mùng 2 tháng 9 thì các bác có bác nào đi chơi đâu đó không? Các bác đi chơi cùng gia đình vui vẻ mạnh khỏe nhá. May mắn. Tây Bắc mưa dầm mưa rìa các bác chớ lên Tây Bắc nhá, nguy hiểm lắm, đường điếc nó sạt. Nay chiều chiều máu lên lại đi cầu tiếp các bạn. Xin chào các bác nhá. Trời mưa nhưng mà đêm em vẫn lên hàng này. Bây giờ là con đầu tiên. Bây giờ là 9 giờ. 9 giờ 23 đêm. Các bạn lên hàng mệt quá. Ôi trời ơi, xuống cái vực kia. Xách được con cá lên sắp chết các bác ạ. À. Đấy.
Con đầu tiên nha các bác, đêm trời mưa em mặc này. Xin chào các bác. Bây giờ là 5 giờ 41 sáng. Cả đêm mưa nên là không thấy mồi. Gần cong hết rồi kìa các bác kìa. Mùng 2 tháng 9 như này thì các bác đi chơi ở đâu? Mưa lắm. Đấy. Mưa. Các bác có thấy không? Trời mưa kinh khủng lắm. Cần câu em cong hết rồi, dính rác không ra được, không ra thay mồi được. Qua đi lại không đem áo mưa đi, rác về nhiều lắm các bác này. Mùng 2 tháng 9 kiểu này thì móm rồi, may đêm qua được một con. Đấy, cần câu cong cái nào cũng cong này, rác mắc đầy.